Chào mừng quý thính giả đã quay trở lại với Nguyễn Huy Truyện Dài Kỳ. Buổi trưa ngày hôm nay, xin mời quý thính giả cùng bước tiếp bộ truyện Thiên Linh Cổ Thuật, tác giả Tịnh Thủy. Sau 20 tập của Thiên Linh Cổ Thuật thì chúng ta sẽ đến với bộ truyện Thánh Địa Tara. Và đó cũng sẽ là bộ truyện kết thúc bộ truyện dài Huyền Nhân của tác giả Tịnh Thủy. Đó là những câu chuyện nói về những huyền nhân của núi Vu. Mong rằng mọi người hãy chú ý đón nghe nhé. Còn ngay bây giờ, xin mời quý thính giả cùng nghe tập 13 của Thiên Linh Cổ Thuật, tác giả Tịnh Thủy. Tài lặng cả người đi. Cả thân thể của anh rung lên bần bật. Anh chăm chú quan sát hành động kỳ lạ của ông bố mình. Rồi Tài đảo mắt quanh để ghi nhớ hết tất cả những hình ảnh bên trong căn phòng bí mật của ông Tuấn. Đoạn mắt anh dừng lại ở một cái bình to. Bên trong đựng thứ nước màu vàng đục đục. Có thứ gì đó ở trong bình. Tài cố căng mắt lên nhìn cho kỹ, thì thấy cái gì đó tựa như một hình người, nhưng trông nhỏ hơn rất nhiều. Rồi Tài giật mình khi nhận ra đó là một hình người. Là hình hài của một đứa trẻ con sơ sinh. Nhưng nó không còn nguyên vẹn. Cái đầu nó rơi ra khỏi cổ, nổi lên phần lơ lửng bên trong cái bình nước màu vàng đục đó. Tài nuốt nước bọt, trung trải nhìn kỹ xung quanh cả cái bàn thờ, thì thấy có rất nhiều con búp bê. Còn mấy con khác ngoài cái con mà ông Tuấn đang lau người cho nó. Đây là tà thuật, chắc chắn là tà thuật. Ông bố của anh đang thực hiện một loại thờ cúng quái dị nào đó. Và việc đó có sự tiếp tay của ông thầy Định Phúc kia, người đã bị Lý Thị theo sát từ bờ sông về tới nhà của anh. Chợt Tài nghe thấy tiếng lục cục vang ra từ cái hộp gỗ đặt ở ngay chính giữa bàn thờ. Bên dưới một tấm bài vị có hình một cô gái, nhưng che mất khuôn mặt đi. Dưới bức di ảnh là dòng chữ Y Khan Klum. Còn dưới cái hộp gỗ là chữ Cả Lệnh. Cái bài vị lại trung lên lục cục. Ông Tuấn hình như đã nghe được tiếng đó. Ông nhẹ nhàng đặt con búp bê kia xuống, rồi tiến lại cái hộp gỗ. Ông thắp lên một cây hương rồi khấn: Lệnh con, sao thế con? Cái hộp gỗ lại trung lên rất mạnh. Rồi trên bức vách bên phải của gian thờ có treo một tấm màn màu trắng, bắt đầu xuất hiện lên một dòng chữ hằn lên đỏ như máu tươi: Bố thả Cả Lệnh ra cứu con sắp chết rồi. Đoạn Tài nhìn thấy từ con búp bê kia, máu lại chảy ra ròng ròng từ lỗ tai của nó xuống nè. Có một con búp bê khác cũng xinh đẹp, tóc để dài, xung quanh nó bày trặt những thứ bánh kẹo, hoa lá, vải vóc khác. Đó là con cu manh thông Tư Bính. Bỗng chốc không hề có ai đụng vào, mà cũng không hề có gió mái gì thổi cả. Nó ngã nhào từ trên bàn thờ xuống đất. Ông Tuấn hốt hoảng sợ hãi lắm. Thầy Định Phúc đã dặn, nếu không phải trường hợp nguy cấp thì không được mở cái hộp gỗ có niêm phong bằng bùa kia ra. Nhưng đây có phải là trường hợp nguy cấp hay không? Tại sao cái đầu của sáu hạnh trong bình lại lìa ra? Con hai thì bị chảy máu lỗ tai, còn thằng Tư thì ngã nhào xuống đất như thế. Ông Tuấn chắp tay, thắp hương kính cẩn trên cái lư hương đặt trước cái hộp gỗ rồi khấn: Cậu cả ở trong gia phả, cậu cả là đại thiếu gia, cậu cả gia đình khá giả, cậu cả có nhiều ngân phiếu hả? Đoạn ông đốt lên một sấp ngân phiếu bằng vàng mã cho cậu, rồi nói: Bố thương còn lắm, con là đứa con đầu lòng của bố với mẹ. Con ra cứu các em của con, chúng nó đều là em của con cả. Con đừng hại chúng nó nghe. Con thương bố thì cho bố xin. Nay bố cho con ít tiền mà tiêu vặt, con cầm cho bố vui. Đoạn ông trung trung bước lại, gỡ lá bùa màu vàng dán trên nắp của cái hộp gỗ, rồi từ từ hé mở ra. Ngay khi ông Tuấn hé mở cái hộp ra,
Tài liền thấy ong trong đầu, như thể lúc người ta đang hạ thang máy hoặc là lúc máy bay đang lấy độ cao. Anh chợt cảm thấy choạng vạng, tay phải bám vào bức vách. Lý Thị từ nãy tới giờ vẫn quan sát tất cả. Quỷ cũng cảm nhận được uy lực rất lớn phát ra từ cái hộp kia. Ngay khi ông Tuấn mở nắp hộp, Lý Thị liền cảm thấy có xung âm và một thứ linh âm cực mạnh tỏa ra. Con quỷ trong hộp đó chuyên về phép âm thanh, và nó mạnh tới mức độ ngay khi vừa hé mở ra, toàn bộ không khí xung quanh đều dính phép âm của nó mà chao đảo. Nếu như thế thì rất có khả năng Lý Thị và Tài đã bị nó phát hiện ra rồi. Lý Thị muốn tra hiểu cho Tài, nhưng không có cách nào nói cho cậu ta hiểu được. Nếu bây giờ dùng phép tạo gió thì chắc chắn ông Tuấn sẽ phát hiện ra. Như thế thì cậu ta cũng nguy. Lý Thị đành bỏ mặc, lặng lẽ lùi ra bên ngoài, định đào thoát ngay khỏi căn phòng đó. Ở bên ngoài cửa, trong số các lá bùa mà cậu Tài bỏ ra, có lá bùa bình an và lá bùa gọi âm binh mà cửu tổ đã trao cho cậu ta phòng thân. Chỉ cần kích hoạt được bùa đó thì sẽ triệu hồi được sát thủ Kỷ Như tới ngay lập tức. Cứ phải đi ra được tới chỗ bỏ bùa đó thì mới an toàn được. Bây giờ Lý Thị đi nhanh ra ngoài căn phòng riêng của ông Tuấn, rồi lần ra tới cửa định đi ra ngoài. Đoạn quỷ đứng nhìn lại, thấy có bóng dáng một cô gái đang đi tới. Cô ta đã dừng chân ngay ở chỗ cửa ra vào. Lý Thị có thể nhìn thấy bóng hình cô ta qua khe cửa, đang cúi xuống xem xét những lá bùa cậu Tài bỏ lại trên mặt đất ngay trước cửa phòng của ông Tuấn. Lý Thị rụng rời cả chân tay, hồn phách lên mây. Nhưng chỉ trong một khoảnh khắc, quỷ lấy lại được bình tĩnh rất nhanh, đưa tay lên miệng niệm chú ẩn diện. Cô gái đang đứng cạnh những lá bùa đó, đó là cô Cát Phượng, vợ của ông chủ nhà, mẹ kế của cậu Tài. Đó chính là con thiên linh cái. Nó đã nhìn thấy các lá bùa mà cậu Tài bỏ ra để ở cửa phòng của ông Tuấn. Nó đang cầm chúng lên để xem xét đầy chăm chú. Có vẻ như việc tập trung đó làm cho nó không để ý được tới Lý Thị. Tốt nhất là đừng có để lọt vào tầm mắt của nó. Lý Thị kín đáo nép người vào cánh cửa, dòm qua khe. Đoạn nhìn thấy cô Cát Phượng chọn trong các lá bùa ra một lá bỏ vào trong túi áo. Đó là lá bùa gọi hữu tướng quân Kỷ Như. Cửu tổ viết ra bùa như thế dành tặng cho những người dân thường mà một lòng theo Vu Sơn, xem đó như là một thứ vật bảo hộ, hộ thân hộ mạng. Ở làng này, cửu tổ chỉ viết ra có hai lá. Một lá giao cho bà già trong đền ở đầu thôn, và lá thứ hai giao cho cậu Tài. Còn thiên linh cái đã giấu mất nó đi, phải nhanh chóng nối lại việc này cho cậu Tài và cửu tổ ngay, để tránh việc nó dùng bùa đó gọi lên Kỷ Như. Nhưng quan trọng bây giờ là phải giữ được an toàn cho cả mình và cậu Tài cái đã. Lại nói, ngay sau khi ông Tuấn mở cái hộp ra thì lập tức có luồng hơi lạnh bốc lên từ trong hộp, bay vụt thoát ra ngoài. Cả ông Tuấn và Tài đều nhìn rõ ràng nó có màu đen đục đục. Nó bay phảng phất là lạ tới gần con búp bê Hai Tuyết, rồi lao tuột vào mồm con búp bê, vào tai, vào mắt con búp bê, sau đó tan đi mất dạng. Ông Tuấn cẩn thận lấy một lá bùa khác được đặt riêng biệt trên bàn thờ. Trên bùa có vẽ một sợi xích to dài bằng thứ mực đỏ như máu, hay là bằng máu thật cũng không biết nữa. Lại có vẽ một cái gì đó giống như một cái trống đồng, nồi đồng gì đó. Bên dưới các hình vẽ kỳ quái đó là dòng chữ ghi bằng chữ Trung Hoa, có nghĩa là Di, Xuất, Triệu Hồi, Mao Sơn Quỷ Môn Thuật. Đó là lá bùa được thầy Định Phúc để trên bàn thờ, dặn riêng với ông Tuấn rằng nếu có trường hợp xấu bắt buộc phải thả cậu cả lệnh ra, thì hãy dán lá bùa này vào bên trong cái hộp gỗ chứa bản mệnh của cậu. Như thế thì khi cậu làm việc xong, cậu biết đường mà tìm về, và cũng là bị lôi trở về. Đoạn ông Tuấn đặt nó vào bên trong cái hộp rồi, cứ để cái hộp mở như thế, lẳng lặng quay người đi ra ngoài. Tài giật mình lùi lại đầy sợ hãi. Ông ta chuẩn bị đi ra ngoài,
Hình như ông ta vẫn chưa phát hiện ra Tài đang nép sau bức vách. Ông Tuấn đang thổi tắt hết các đèn trong căn phòng bí mật. Tài liền nhanh chân rón rén đi thẳng ra cửa chính phòng làm việc của ông Tuấn để thoát ra ngoài. Ngay khi Tài chạm tay vào cánh cửa định đẩy ra, thì chợt nhiên Tài cảm thấy có một cái gì đó đang níu lấy mình lại. Chính là Lý Thị đang cố tìm cách cản trở Tài mở cửa, nhưng không có cách gì thông báo được vì Tài đã bỏ hết các bùa phép nhìn âm binh ra khỏi người. Tài cũng có thể cảm nhận được lờ mờ có một lực gì đó cưỡng rất mạnh, như thể ai đó đang cố tình lôi giật ngược Tài trở lại. Tài đang lúng túng chưa biết đó là cái gì thì cánh cửa dần hé mở ra. Có một bàn tay khác cũng đang mở cửa ở phía bên kia. Tài lặng người bất động khi cánh cửa dần hé mở. Bên kia cánh cửa tử thần dần dần lộ ra là một khuôn mặt thân quen. Một khuôn mặt dịu dàng với ánh mắt hiền hòa của người con gái mà anh từng một thời yêu say đắm. Cát Phượng. Lại nói tới ở bờ sông Triền lúc bấy giờ, Hai Tuyết lầm trầm đưa tay lên miệng niệm chú, đoạn cắn vào ngón tay, máu tươi liền bật ra ngay. Hai Tuyết lấy đầu ngón tay chấm viết lên trên đất vài chữ, thế rồi niệm tiếp một thần chú, đó là thần chú Phân Tam Trùng Thân của Mao Sơn Thuật. Phân Tam Trùng Thân, thần chú giúp cho hành giả phân thân thể của mình thành các bản sao của cơ thể. Thần chú này chỉ sử dụng cho các loài không phải là người, người huyền nhân không thể sử dụng được. Các bản phân sao của quỷ thần tư duy độc lập, phụ thuộc vào ý muốn của quỷ thần. Dù huyền nhân có bùa phép khống chế được quỷ thần thì cũng không thể khống chế được các bản sao này. Bây giờ từ cơ thể Hai Tuyết dần tách ra thành một làn bọt mỏng, hóa thành giống như Hai Tuyết y hệt. Đoạn bản chính từ từ nằm xuống đất, rồi nhẹ nhàng cởi hết quần áo ra, trường bò dưới đất hệt như con giun, tiến theo sau bản sao. Bây giờ bản sao của Hai Tuyết cùng bước lên với Tư Bính ra tới sát bờ sông. Hai Tuyết nói vọng qua: "Em qua bây giờ đây." Tinh Long ở bên kia vẫn thổi sáo. Tạc Ma Đệ ở bên cạnh lên tiếng nói: "Thưa đại nhân, cung mạnh sẽ qua sông ngay bây giờ. Xin đại nhân hết sức chú ý cho, có vấn đề gì tôi sẽ yểm trợ." Đoạn Ích Xanh liền cùng niệm chú, tức thì tiếng ộp ộp vang vọng dưới cả lòng sông và trên các bụi cây. Có rất nhiều cóc nhái họ nhà ếch cùng đang rời khỏi ổ, ló đầu nhìn ra phía sông. Minh Thị nói: "Xem chừng chúng nó đều trúng phải phép ảo thuật linh âm từ bài Đoạn Hồng Ca rồi, không có cách gì thoát được, nên tự đi sang đây nạp mạng đó." Tinh Long không đáp lời lại hai con quỷ, miệng vẫn tiếp tục thổi sáo, ánh mắt vẫn nhìn chăm chú về phía hai con quỷ linh nhi. Không đơn giản như thế, ảo thuật linh âm tuy mạnh nhưng chúng chưa hoàn toàn bị chìm vào ảo thuật này. Vẫn còn một điều kỳ lạ khác đang diễn ra. Thông qua kết giới linh âm, Tinh Long vẫn cảm nhận được sát khí rất mạnh phát ra từ một trong hai đứa trẻ. Chúng đang sang sông để lấy mạng quỷ Vu Sơn. Bây giờ Tinh Long bấm ngón chân cái đi trần xuống dưới đất. Từ dưới mặt đất liền trồi lên một con giun đất ngoe ngoẩy. Cùng với nó có một con dế trũi. Hai con này có thể nghe hiểu được Tinh Long mà không cần truyền lời. Con giun đất từ từ bò sát lại bên bờ sông. Dưới sông lập tức có những cái bóng đen lúc ngút nổi lên. Còn con dế trũi thì nhảy ra sau lưng Tinh Long cách cỡ chừng hai thước. Bây giờ hai con quỷ nhi tiến tới bờ sông. Rồi Hai Tuyết ngắt một cái lá chuối ở cây chuối dài một bên triền đê, thả nó xuống nước. Có một bóng đen trường bò lại gần, đoạn nó áp mình vào lá chuối. Rồi chân chúng chạm vào mặt nước, cả hai đứa cùng bước lên lá chuối. Lá chuối không có ai đẩy, tự nhiên trôi dạt sang bên kia của mặt sông. Ở dưới sông, sóng bắt đầu rền vang. Lúc nhúc có các bóng đèn và các bàn tay cùng nhô lên khỏi mặt sông. Nhưng kỳ lạ thay, cái lá chuối chở hai con quỷ trôi tới đâu, chúng đều dạt ra tới đó. Cái lá chuối lững thững trôi đến giữa dòng. Hai Tuyết cất tiếng hỏi: "Anh tên gì thế?"
Tinh Long ngừng thổi sáo. Thế nhưng lạ thay vẫn có tiếng sáo văng vẳng vang lên. Đó là do con dế trỗi Tinh Long gọi lên đã dùng phép lưu âm để duy trì trạng thái kết giới của linh âm và đoạn hồn ca. Tinh Long nói: người ta gọi anh là Tinh Long, còn em lại? Em tên là Tuyết, em là cô hai trong nhà, nên người ta gọi em là Hai Tuyết á. Thì con đi với em là ai vậy? À, đó là em bốn của em, nó tên là Bính. Vậy các em qua đây chơi đi, anh sẽ chơi nhạc cùng các em. Đoạn tiếp tục đưa sáo lên miệng mà ngân nga. Hai Tuyết nhìn lại đứa em, khuôn mặt của nó ngẩn ra, đôi mắt nó ngây dại, không còn cảm nhận được gì cả. Nó đã hoàn toàn rơi vào ảo ảnh tinh âm của tên thủy thần kia. Nó không biết gì hết nữa rồi. Khổ thân thằng bé tội nghiệp, lần này chắc là nó phải chết. Bây giờ cái lá chuối đi sát lại tới bờ sông. Hai Tuyết vươn tay ra, bấu vào mỏm đất triền đê, rồi lơm cơm đạp lá chuối mà trèo lên bờ. Cả Tư Bính cũng bò lên theo, rồi có một bàn tay chìa ra đón lấy hai đứa trẻ. Hai Tuyết ngước lên nhìn thì trước mặt là một cậu trai cỡ chừng 15-16 tuổi mà thôi. Đường nét trên khuôn mặt thanh tú hiền hòa, ánh nhìn rất sáng, tay cầm cây sáo trúc, hồng đeo miếng ngọc bội, hai chân đi guốc cao. Đó chính là Tinh Long, thần tướng của phái Vu Sơn Huyền Phù Thuật. Tinh Long mỉm cười với Hai Tuyết, Tuyết cũng cười lại, nắm lấy bàn tay Tinh Long mà đứng thẳng lên. Tư Bính cũng đứng lên theo. Tinh Long nói: em có biết là anh muốn giết em hay không? Em đi sang bên này thì em sẽ chết đó. Em biết chứ. Biết sao em còn sang? Vì em cũng muốn giết anh mà. Đoạn nó nghiêng cái đầu, lúc lắc cái bím tóc xinh xinh, cười mỉm trên môi, trông dễ thương hết sức. Nó nhìn xuống dưới chân, Tinh Long cũng nhìn xuống theo, thì thấy dưới chân con bé bê bết máu. Tinh Long nhìn thấy con dung đất đã bị nó dẫm và xéo cho nát bét từ khi nào. Bây giờ con dế trụi phía sau Tinh Long bắt đầu thay đổi giai điệu của sáo. Con chim lợn thì bay vút lên trời. Tất cả ếch nhái hai bên bờ sông cùng cất lên tiếng động ca. Chim lợn kêu lên: ma bắt quả tha, chúng mày phải ra ma, tới ngày tận mạng. Con dế cũng liền cất lên một tiếng hát ma mị. Bên dòng sông vắng, có đứa trẻ con, mắt nó màu trắng, môi nó còn son, có một nụ cười thơ ngây hé ra từ đôi môi xinh chúm chím, khiến kẻ si tình muốn rụng tim. Nhưng than ôi, ở đây nào có đâu ai si tình, ở đây chỉ có thần linh và có quỷ thú dị hình. Than ôi đứa bé con, nắm xương tàn về với đất, giờ mảnh hồn tàn cũng sắp mất. Hôm nay là một ngày buồn nhất. Bây giờ Tinh Long đưa tay lên miệng niệm chú. Đoạn từ nơi cánh tay của Tinh Long đang nắm lấy tay của Hai Tuyết, chợt truyền tới một luồng hơi lạnh lẽo. Hai Tuyết cảm nhận được có một luồng xung lạnh buốt phủ dọc lấy bàn tay, men dần theo cánh tay phủ lên tới bả vai của nó, rồi toàn cánh tay bất động đi. Thì ra bài sáo của con chế trũi nhận lệnh của Tinh Long đã thay đổi nhịp điệu từ đoạn hồn ca thành ảo thạch bức thân, khiến cho kẻ trúng phải tà thuật đó cơ thể trở nên bất động như đá. Bây giờ từ trên không, con chim lợn lao vụt xuống thẳng bên dưới nơi hai đứa bé đang đứng. Nó định vồ vào người Hai Tuyết. Hai Tuyết nghiêng mặt nhìn thẳng vào nó, con mắt thứ ba trên trán nó mở trừng trừng ra. Con chim lợn sợ quá đảo mình một cái, lao vào người Tư Bính. Đoạn nó vồ một nhát thật lực vào mặt đứa bé con. Tư Bính ngã gục ra xuống đất. Tức thì con dế trụi từ phía sau nhảy lên, cầm sáo đập liên tiếp vào mặt đứa bé quỷ. Đám ếch nhái dọc triền đê cũng đồng loạt nhảy lên chồm vào người nó. Trong phút chốc, có tới cả 100 con cùng bu kín lại thân thể của nó.
Tinh Long nói với Hai Tuyết. Em của em chết rồi. Em không hề trúng ảo thuật. Em đã biết nó trúng vào ảo thuật, không thể thoát ra, mà vẫn đưa nó sang đây. Có vẻ như em cũng muốn nó chết sao? Hai Tuyết thở dài. Nếu không có người bị dính ảo thuật cùng em đi sang sông để đánh lạc hướng thì sao lừa được anh chứ? Tinh Long nhìn Hai Tuyết mỉm cười. Hai Tuyết cũng cười lại với Thần Sông. Tất cả bọn quỷ Vu Sơn lúc bấy giờ bù quanh cái xác của Tư Bính và đứng bao vây hết quanh Hai Tuyết. Chỉ còn mình nó cùng với Tinh Long lọt thởm giữa trùng trùng những con dung đất trắng trách ếch nhái hai bên bờ sông. Tạc Ma Đệ và Minh Thị cùng nhảy lên đứng trên vai Tinh Long. Tạc Ma Đệ nói vào tai Tinh Long: Đại Nhật, nó trúng mẹo của Đại Nhật và trúng phải thần chú Bức Thạch rồi. Giết nó đi thôi, nó không kháng cự được nữa đâu. Tinh Long nhìn Hai Tuyết, con bé vẫn đang mỉm cười. Đôi môi của nó chúm chím đỏ hồng lên giữa cảnh trời đen tối. Không phải như thế, Tinh Long biết có điều gì đó không ổn đang diễn ra. Nó không sang đây để chết. Đoạn nhìn lại vết thạch bức trắng toát như băng giá đã lan từ bàn tay của nó tới vai và phủ tới ngực trái của nó. Nhưng lạ kỳ thay, đã không hề chạy tiếp nữa. Tinh Long nhìn kỹ lại thì thấy có một cây kim bằng bạc sáng trực lên găm trên ngực trái, ngay ở vị trí trái tim của con quỷ nhi. Chính cây kim này đã chặn đứng thạch bức, không cho tiếp tục đóng băng cơ thể của nó. Tinh Long chợt cảm thấy trùng mình bất an. Đoạn tay kia phun cây sáo lên. Cây sáo liền đứt làm đôi, nửa trên rơi xuống, tuốt ra một lưỡi kiếm trần sáng loáng, có cán là một nửa dưới của cây sáo. Đoạn nhắm thẳng ngực đứa bé mà đâm. Nhưng con bé giơ bàn tay còn lại của nó ra, bắt lấy lưỡi kiếm. Anh à, xem chừng anh trúng ảo thuật của em rồi. Tinh Long cảm thấy chân mình chợt nhiên cứng ngắc. Đoạn nhìn xuống dưới thì thấy dưới đất nổi lên một khuôn mặt trồi trồi từ dưới lòng đất lên, là một con bé trần truồng đang mỉm cười. Trông nó giống hệt như Hai Tuyết. Hai bàn tay của nó đang nắm chắc lấy hai cổ chân của Tinh Long. Bây giờ Tinh Long thấy cái bóng của mình hằn lên trên nền đất có sự biến đổi. Cái bóng oằn ẹo cho dù Tinh Long không hề cử động gì. Rồi từ cái bóng chồm lên một lưỡi kiếm trông giống như cây sáo. Nó vươn lên thành một cái hình hài làm từ bóng, đâm thẳng xuyên một nhát vào lưng của Tinh Long. Con bé Hai Tuyết cũng dần ngồi dậy. Đoạn nó rút ra một cái cây trông như cây dùi hoặc cây trăm, cầm lấy đâm thẳng vào bụng trước của Tinh Long. Bọn Tạc Ma Đề, Minh Thị và các âm binh thủ hạ của Tinh Long đều chết sững cả người đi. Hành động đó quá nhanh, chúng không thể kịp làm gì cả. Tạc Ma Đề hét lên: Nguy rồi, cứu đại nhân mau. Tức thì bọn ếch nhái nhảy ra khỏi cái thây ma của Tư Bính, cùng bổ chồm về phía Tinh Long và Hai Tuyết. Nhưng Hai Tuyết trần truồng đứng đó, rút cây dùi ra khỏi bụng Tinh Long, trỏ về phía chúng, cười mà nói: Bước thêm một bước nữa thì tất cả chúng mày đều phải chết hết. Tinh Long biết Hai Tuyết chẳng nói chơi, liền đưa tay lên miệng niệm chú. Lập tức các quỷ đứng im như tượng. Tinh Long rút con dao có cán là cây sáo ra khỏi tay Hai Tuyết đang mặc đồ. Bàn tay nó bị lưỡi dao tuốt đến bật cả máu. Con bé cười lên hình hịch. Đoạn lè lưỡi ra liếm lấy máu chảy tông tổng trên bàn tay. Tinh Long bắt đầu thở dốc, đưa sáo lên miệng cố thổi. Nhưng cái bóng của Tinh Long phía sau lại xoáy cây sáo thêm mạnh vào lưng của đại nhân. Đoạn nó rút ra, rồi bẻ cây sáo ra làm đôi. Cây sáo trên tay của Tinh Long cũng liền gãy đôi. Lưỡi kiếm liền tuột ra khỏi tay rơi xuống đất, chỉ còn cán sáo ở trên tay. Tinh Long cười nói:
Em gái nhỏ như thế này mà chú thuật cao quá, thật tôi không biết được. Thuật này gọi là gì vậy? Hai Tuyết thấy Tinh Long bị đâm ở cả trước và sau, nhưng trông vẫn tỉnh táo như thường, mặt không hề biến sắc hoảng loạn gì, giống như các quỷ khác của Vu Sơn. Lời lẽ lại ân cần dịu dàng, cử chỉ rất bình thường, thì lòng rất đổi kinh ngạc. Nó lễ phép nói: "Dạ, ở đây có phần ảnh thuật và thuật cắt bóng. Đây là các thuật của phái Mao Sơn." "Ờ, ai dạy cho em các thuật này?" "Là ông của em á." "Ừ, chú thuật mạnh lắm. Nhưng mà tôi đã có chuẩn bị rồi, em vẫn phải thua thôi." Đoạn Tinh Long đưa tay lên miệng niệm chú lầm rầm, tức thì từ dưới lòng đất trồi lên rất nhiều con dung đất, dế, chuột. Chúng nó bù kín lấy cái bóng mờ và Hai Tuyết. Có một con chuột tinh ngoạm lấy lưỡi kiếm của Tinh Long, chạy biến ra sau lưng Hai Tuyết. Ngay lúc này bọn Tạc Ma Đề và Minh Thị cũng liền thoát khỏi chú thuật, cùng lao bổ về phía Tinh Long và Hai Tuyết. Rồi Tinh Long tiếp tục niệm chú tử. Hai chân Tinh Long từ từ tan ra như bụng đất, tuột khỏi hai bàn tay của con Hai Tuyết bên dưới. Từ nơi lỗ to phía sau lưng, nơi bị cái bóng đâm vào, cũng liền tan ra, xoáy tròn như thể một cái hố nước lớn. Cả cơ thể Tinh Long liền tan ra như nước, hồn rơi lả tả xuống nền đất, xong lại từ từ cô đọng lại phía sau lưng của Hai Tuyết. Tinh Long áp một tay lên cổ con bé rồi nói: "Em gái à, em mạnh lắm, nhưng mà em đang tác chiến trên đất của Vu Sơn." Đoạn con chuột tinh ngoạm lấy lưỡi kiếm nhảy phóc lên. Tinh Long nắm lấy lưỡi kiếm bằng tay trận, rồi đâm một nhát vào sau lưng của Hai Tuyết. Nó kêu lên một tiếng thất thanh rồi ngã gục xuống. Tinh Long rút lưỡi kiếm ra, định đâm thêm một nhát nữa, nhưng bàn tay chợt cứng ngắc. Đại nhân nhìn lại thì thấy ở bàn tay của mình có một cái bóng bàn tay đang nắm lấy, là chính cái bóng của đại nhân đang cản trở đại nhân giết Hai Tuyết. Minh Thị thấy thời cơ đã tới, lao vút tới mổ một phát vào mặt Hai Tuyết. Con bé phun ra một ngụm máu rồi gục ngay xuống đất, không cử động gì nữa. Bây giờ Hai Tuyết còn lại đang trần truồng đứng lùi lại. Bọn chuột và dế nhủi bu kín quanh nó, chờ đợi hiệu lệnh của Tinh Long. Tinh Long cố xoay lưỡi dao lại, bàn tay bóng kia cũng xoay lại. Tinh Long tiến thêm một bước, cái bóng cũng tiến thêm một bước. Tinh Long dừng lại, nhưng vẫn cảm thấy nó vẫn cứ cố sấn về phía Hai Tuyết. Ồ, cái bóng đang muốn ta đến gần con bé. Nếu để chúng hợp với nhau thì chưa biết chuyện gì sẽ xảy ra. Đoạn Tinh Long lại cố bước lùi ra xa Hai Tuyết. Quả nhiên cảm thấy chân chẳng thể nhấc lên được, cái bóng đang cố cản Tinh Long lại. Hai Tuyết bị âm binh của Vu Sơn vây kín chung quanh, bất lực kêu lên: "Lời ông nói chẳng sai, Tinh Long thật giỏi lắm." Đoạn trỏ cái dùi trăm quơ quơ xung quanh, dùi chỉ tới đâu, bọn dế và chuột lùi tới đó. Dùi lướt qua đi, chúng lại sấn tới, bù sát tới con quỷ Linh Nhi. Tinh Long nhìn lại xác Hai Tuyết đang nằm ở dưới đất. Nó đang từ từ mờ đi, rồi từ nơi mũi miệng, tai, mắt của nó chợt có làn khói đen dần dần chảy ra. Tinh Long liền hiểu ra ngay, xác Hai Tuyết nằm dưới đất chính là bản phân thân của nó. Ngay từ đầu tiên đây đã là bản phân thân của nó rồi. Bản gốc của nó chính là con bé trần truồng kia. Nó đã bám theo đất mà đi theo bản phân thân, rồi bất ngờ tập kích. Nhưng việc đó chẳng còn quan trọng nữa, đại nhân sắp bắt được con bé quỷ quái này rồi. Tinh Long bước lên thêm một bước, cái bóng cũng liền bước lên theo. Tay nó vẫn nắm chặt lấy cổ tay cầm kiếm của đại nhân chẳng rời. Tinh Long cố thử dùng lưỡi kiếm đâm vào cái bóng tay, nhưng lưỡi kiếm xuyên qua bóng tay, chọc thẳng vào tay đại nhân. Không thể tấn công cái bóng này bằng chiêu vật lý thông thường. Nó đã có yểm chú thuật lên trên mà Tinh Long không thể phá giải được. Tinh Long đi tới đâu, nó sẽ đi theo tới đó. Có lẽ đây là phép tình báo của Cu Manh hoặc là của phái Mao Sơn.
bây giờ chỉ có cách đi về Vu Sơn nhờ cửu tổ hóa giải cho thì mới được. Nhưng trước mắt phải giết con quỷ linh nhi kia đã. Tinh Long nhìn lại Hai Tuyết đang đứng co ro giữa vòng vây các quỷ và thú của Vu Sơn. Nó cứ quơ cây dùi bất lực nhằm xua đuổi ma quỷ ra xa khỏi người. Con bé thật sự thông minh lắm. Thảo nào nó bắt giết được nhiều âm binh của Vu Sơn và giúp được lão thầy pháp kia phá được nhiều bùa của sông Triện. Ban nãy Hai Tuyết suýt chút nữa đã ám sát được Tinh Long bằng cách thí mạng thằng Tư Bính, rồi dùng chiếc bóng và dùng phép phân thân đánh lừa Tinh Long và các âm binh. Chỉ tiếc rằng nó không lường được việc Tinh Long cố tình gặp gỡ nó và Tư Bính ở ngay trung tâm kết giới, và đã sắp xếp cho bọn chuột tinh ở dưới lòng đất duy trì kết giới. Ngay khi Tinh Long dùng phép tử, các mảnh hồn tan thành bóng nước vỡ ra để thoát khỏi tình thế bị ám sát. Bọn chuột tinh đã hứng lấy các mảnh hồn của đại nhân và giúp tán tụ lại ngay phía sau con bé. Nếu không phải là trong kết giới này mà là ở một nơi khác thì đại nhân đã bị nó hại mất rồi. Tinh Long bước lên nói với các thủ hạ: các ông lùi ra đi, các ông không phải đối thủ của nó đâu, để đó cho tôi. Tạc Ma Đề liền đứng lùi ra, bọn chuột chuỗi cũng tách ra. Bây giờ Tinh Long từ từ bước vào trong giữa vòng tròn rồi nói: em bị tao bắt rồi, giờ em chẳng còn cách nào thoát thân được. Hai Tuyết nhìn Tinh Long đăm đăm. Nó biết Tinh Long không nói chơi. Nó đang nằm ngay trong kết giới của linh âm, thinh âm của Tinh Long và các quỷ âm thanh của Vu Sơn tạo thành rồi. Dù bây giờ có tạo ra bao nhiêu bản phân thân thì cũng bị Tinh Long giết thôi. Cơ may duy nhất để đánh thắng trận này là giết chết Tinh Long, chính là chủ linh của kết giới linh âm và thạch bức này. Từ đó mà kết giới sẽ bị tan vỡ. Nhưng cơ hội đó đã để buộc mất rồi. Tinh Long không chết có nghĩa là nó chết. Rồi Hai Tuyết cố liếc nhìn về cái bóng vẫn bám trên cơ thể Tinh Long mà nói: anh thắng rồi, hôm nay em chết ở đây, nhưng anh đã bị em yểm rồi, chúng phải bùa do thám của Mao Sơn, đó là phép nhập bóng. Cả đời này anh không thoát ra khỏi được cái bóng của chính mình. Bất kể anh làm gì, cái bóng cũng đều biết hết. Nó cũng sẽ thông tin về cho ông và mẹ em. Họ sẽ tìm tới để trả thù cho em. Nếu bây giờ anh tha mạng cho em, em sẽ thu cái bóng về. Tinh Long chợt cười lớn: không hề gì đâu. Nếu anh làm gì cũng bị lộ thì anh không làm gì cả là được. Chỉ cần anh không về Vu Sơn thì việc của Vu Sơn cũng không lộ ra. Cho dù là như thế thì cái bóng vẫn sẽ đi theo anh mà. Nó sẽ tàn phá cuộc sống của anh. Anh sẽ không thể làm thần ở sông này được nữa. Vậy thì chỉ cần anh tự sát là được. Hai Tuyết ngơ ngác nhìn Tinh Long. Tự sát sao? Việc đó nói ra sao đơn giản quá vậy? Anh không sợ hãi hả? Vì sao anh phải cố giết em đến thế? Em và anh cũng không có thù oán gì, tại sao lại phải tự sát để giết em? Chỉ cần thả cho em đi là sẽ ổn thôi mà. Em bé gái à, việc chết không đơn giản, nhưng chỉ cần gìn giữ cho Vu Sơn được bình yên thì việc đó cũng giản đơn thôi. Anh và em không có thù oán gì, đúng, nhưng em phạm tới đại đạo của Vu Sơn, do đó mà anh phải giết chết em, dù cho có phải là tự sát. Hai Tuyết nghe thấy thì cúi mặt lặng thinh, trầm ngâm suy nghĩ không đáp gì. Một quỷ thần đã làm tới hàng thủy thần linh nhưng có thể dễ dàng tự sát để bảo vệ cho những quỷ thần khác. Nội Cưu Manh thì không như thế. Ông cũng đã dặn trong lúc hành sự mà cần thiết thì cứ việc giết Tư Bính, Năm Trang, kể cả Sáu Hạnh. Hai Tuyết cứ thắc mắc mãi về một điều mà nó không sao lý giải được. Đó là tại sao khi đó Kỷ Như lại quay lại cứu Vân Ngưu, giang mạo phạn xa chấp nhận chết để cứu Tu Nặc Lỵ. Tại sao lại như thế? Vu Sơn là phái gì như thế này? Hai Tuyết cứ ngây người ra mà ngẫm nghĩ, thì Tinh Long từ từ tiến lên.
Tạc Ma Đệ kêu lớn: "Đại nhân à, lại gần nói nhớ cẩn thận đó." Thế nhưng Tinh Long vẫn chậm chậm tiến lại. Hai Tuyết ngước mắt lên, cả ba con mắt trợn trừng, tròn xoe nhìn Tinh Long, nhưng nó không cử động gì cả. Tinh Long cố đưa tay lên, nhưng cái bóng của mình lại đang giữ lấy bàn tay của Tinh Long. Tinh Long thả lưỡi kiếm rơi xuống đất. Tất cả quỷ thần, âm binh và cả Hai Tuyết đều khó hiểu không biết Tinh Long muốn làm gì. Cái bóng thấy tay Tinh Long không còn binh khí nữa, nó cũng không gồng lên để mà giữ. Bây giờ Tinh Long đứng đối mặt với Hai Tuyết. Đại nhân từ từ cởi chiếc áo khoác ra. Bây giờ lột tấm áo trắng ra để lộ cơ thể. Trên ngực nổi lên một chữ Vu, hàng đỏ rất to. Tinh Long nói: "Sẽ lạnh lẽo lắm đó. Em mặc vào cho ấm rồi lên đường." Hai Tuyết ngập ngừng: Không cần đâu, anh cứ giết em đi là được, đừng bận tâm việc đó." "Em tuy còn nhỏ, nhưng cũng là một cô gái mà. Để em đi trần truồng như thế này, anh cũng không đành lòng đâu." Chợt nhiên ba con mắt của Hai Tuyết cùng đổ lệ dài ra. Trừ mẹ Mai cho áo len, còn chưa có ai quan tâm tới việc áo mặc của em cả. Tinh Long liền bước lại, ân cần khoác tấm áo lên người Quỷ Linh Nhi đang trần truồng. Nó đứng im bất động, cả ba con mắt cùng nhìn Tinh Long chăm chú. Minh Thị hỏi Tạc Ma Đề: "Đại nhân ga lăng vậy hả?" "Đại nhân được mệnh danh là lãng tử của Vu Sơn mà. Không chỉ dỗi đàn ca sáu nhị, đại nhân còn rất là phiêu lãng đó. Bà không thấy đại nhân làm gì cũng chất ngất sao?" "Tiếc là tôi mang thân chim rồi. Chứ mang thân người như hồi còn sống á, tôi chắc cũng rụng trứng với đại nhân liền á. Người đâu vừa đẹp trai vừa ấm áp nữa." Bây giờ Hai Tuyết khẽ cúi mắt xuống đất không nhìn, mặc chiếc áo lên người rồi. Tinh Long chìa bàn tay sang bên trái. Có một con chuột tinh liền bò đến, ngoạm lấy lưỡi kiếm mà Tinh Long ném xuống đất ban nãy, nhảy chồm lên trao vào tay đại nhân. Tinh Long nói: "Đi nha cô bé." Bây giờ Hai Tuyết chợt giật mình kinh hãi, nhìn về phía sau Tinh Long. Không có ai để ý tới cái thầy ma của phân thân Hai Tuyết đang nằm dưới đất từ nãy tới giờ vẫn chưa tan đi. Khối đen từ trong mồm, mắt, mũi của nó đã ọc ra lan tràn, sau đó đang cuộn lại thành hình. Duy chỉ có Hai Tuyết có con mắt thứ ba là quỷ nhãn của mình mới nhìn thấy được. Hai Tuyết lao thẳng đến người của Tinh Long. Các Tạc Ma Đề và Minh Thị cùng kêu lớn lên: "Đại nhân, có chuyện nó đánh lén." Tức thì Tinh Long sấn lưỡi kiếm tới, đâm xuyên một nhát qua trái tim Hai Tuyết đang lao bổ vào mình. Hai Tuyết đổ ập vào người Tinh Long, đoạn nó dùng sức ôm Tinh Long hất mạnh sang một bên, ngay kịp vừa lúc tránh khỏi một luồng khối đang lao vụt từ phân thân của Hai Tuyết tới. Con giấy trụi thổi sáo giữ kết giới linh âm đứng ngay phía sau chạy không kịp, luồng khối sọc thẳng vào nó, nó chết lăn quay ra, cây sáo rơi xuống đất, đoạn nứt toát ra, vỡ tan thành trăm ngàn mảnh nhỏ, như thể hứng chịu một xung âm cực lớn. Rồi luồng khối từ từ tụ lại thành hình một con quỷ. Nó bò bằng cả hai tay và hai chân, cả người màu đen tuyền, quấn độc một chiếc khố. Nó có khuôn mặt của một thằng bé độ 10 tuổi, đôi mắt sắc lạnh ánh lóe lên trong đêm. Răng nanh nó mọc dài ra như chó sói, tóc dài phủ lùm xùm như người rừng. Ở cả bốn cổ tay và cổ chân của nó đều có xích sắt, các sợi xích nối về khuôn mặt của cái thây Hai Tuyết ở dưới nền đất. Đó chính là Cu Manh Cả Lệnh. Sau khi ông Tuấn thả nó ra, nó đã nhập vào mắt, mũi của con búp bê Hai Tuyết mà đi tới đây. Hai Tuyết kêu lên: "Tất cả các người chạy đi!" Đoạn người nó lả ra. Tinh Long giật mình rút lưỡi kiếm ra khỏi bụng Hai Tuyết, thì máu đen ngòm phục ra, con bé ngã vật ra bên cạnh. Cá Lệnh chồm lên, nó gầm lên một tiếng kinh thiên động địa. Phép tinh âm nó tạo ra bao phủ cả một tầng trời, tất cả các bức thạch bên trong linh âm Vu Sơn đều nổ ra vỡ vụn, gây ra những tiếng đùng đùng như pháo hoa
con dế trụi đã chết, toàn bộ thú âm và manh âm đổ dồn về Minh Thị và Tạc Ma Đệ. Phép linh âm bị tiếng gầm của con cu manh phá tan, dội ngược trở lại. Tạc Ma Đệ phải hứng chịu phép đó mạnh nhất. Mồm con ếch xanh bật máu ra, nó gục xuống đất chết tươi, không kịp nói một tiếng. Tinh Long nhận ra ngay việc đó, liền hét lên: Minh Thị, giải chú linh âm ngay, nếu không thì cũng phải chết đó. Ngay sau khi ếch xanh chết đi, chim lợn Minh Thị liền thấy đầu óc quay cuồng điên đảo. Nó vội giải chú phá đi kết giới phép linh âm, rồi ngã gục ngay xuống đất, thở hổn hển. Con cu manh gầm lên một tiếng nữa, nó lao bổ tới, vồ lấy đám dế và chuột ở trên bờ đi. Chúng sợ hãi chạy nháo nhác, con nào chạy không kịp thì liền bị nó xé xác ra ngay. Cả một vòng tròn âm binh trọng lớn cả trăm con trong kết giới bị nó một chiêu phá tan thành. Âm binh bỏ chạy tán loạn. Hai Tuyết nói với Tinh Long: Chạy đi, không thì phải chết. Không ai đánh được anh cả của tôi đâu. Tinh Long biết con bé không nói chơi, đôi mắt của nó đầy vẻ lo lắng thất thần. Tinh Long bùng đứng dậy. Đám chuột giữ vong hồn thể nước cho Tinh Long trong kết giới này cũng đã chết hoặc đã bỏ chạy. Kết giới linh âm cũng đã bị vỡ. Nếu bây giờ trúng đòn thì chỉ có chết mà thôi. Đoạn Tinh Long niệm chú lầm trầm, bay vút về phương Bắc. Nhưng chợt thấy đau nhói cả người, thì ra đang bị cái bóng đen giật lại. Tinh Long nghiến răng, nén cơn đau, bỏ chạy đi rất gấp. Bây giờ cả lệnh lừ lừ quay mắt lại nhìn quanh. Đám âm binh Vu Sơn đã chết. Nó nhìn thấy Tinh Long bỏ chạy, nó lao chồm về hướng đó truy đuổi. Các sợi xích kêu lên len keng. Hai Tuyết chồm người dậy, từ nơi vết bụng bị lưỡi kiếm của Tinh Long đâm trúng, máu lại xối ra không ngừng. Trong lưỡi kiếm đó có yểm độc của Vu Sơn, giống như lưỡi kiếm của Kỷ Như. Nó không thể tự làm liền lại được. Hai Tuyết đứng chắn trước mặt cả lệnh mà nói: Anh cả, đừng đuổi theo nữa, nó chạy về Vu Sơn rồi, nguy hiểm lắm. Cả lệnh gầm gừ, thở khò khè, vẫn nhìn thấy Tinh Long đã tháo chạy. Nó sấn bước vượt qua. Hai Tuyết ôm cản lấy mà nói: Đừng đuổi nữa mà, theo em về nhà thôi. Rồi chợt Hai Tuyết im bặt, người từ từ gục xuống. Từ nơi bụng nó, nơi gần vị trí lưỡi kiếm của Tinh Long, cánh tay quỷ của cả lệnh xuyên thẳng qua bụng nó ra tới phía sau. Cả bàn tay đã qua bên kia lưng của Hai Tuyết. Chiếc áo trắng mà Tinh Long tặng cho bây giờ cũng thủng một lỗ ở đằng sau, ướt đẫm máu. Hai Tuyết gục xuống đất. Cả lệnh chồm lên, dẫm lên xác con em hai, lao thẳng bổ theo hướng truy đuổi Tinh Long. Bây giờ các sợi xích cũng dài ra, lao vùng vụt theo dấu chân con quỷ dữ. Nó đuổi theo Tinh Long như một con thú khát máu săn mồi. Lại nói, Tinh Long thoát được khỏi đó, bỏ sông, chạy thẳng về hướng Vu Sơn thoát thân. Đi một quãng xa thì chợt nhiên dừng lại. Tinh Long nheo mắt nhìn về phía trước, thấy có bóng người đang bước tới. Tinh Long nhận ra người đó là ai, thì giật mình quỳ phục xuống mà lại nói: Tinh Long kính chào cụ tổ. Người đang đi lại có vóc dáng cao cao gầy gầy, mặc đồ lam chàm, đôi mắt sắc sảo, đang bước đi rất nhanh về phía Tinh Long. Đó chính là thầy Hạ, cửu tổ Huyền Vi của Vu Sơn. Hiện lên bên cạnh người đó là một quỷ trắng muốt tay cầm cây kiếm, đó chính là Kỷ Như. Lại nói ra thì thầy Hạ ở trên núi Vu Sơn đêm đó đang ngồi thiền ở dưới chồi, thì chợt nhiên có cảm ứng rất mạnh phát ra từ sông Triền. Đó chính là địa bàn của Tinh Long đang có điều lạ xảy ra. Đây là nơi chốt giữ các bùa chú trấn yểm phong thủy cuối cùng trên sông Triền. Thủy thần là Tinh Long được giao cho gìn giữ các bùa thiên cuối cùng dưới lòng đất của các tổ yểm lên sông đó. Này nếu khu vực của Tinh Long bị nguy hại, chứng tỏ kẻ thù đã phá đi gần hết bùa chú và tìm tới nơi cuối cùng rồi. Thầy Hạ còn đang lo lắng chẳng hiểu chuyện gì, thì chợt có làn khói tụ về Vu Sơn, chính là Kỷ Như.
tay nó xách theo con trăng tu nặc lị bị trọng thương nằm bệt ngay dưới chân cụ tổ. Nó báo lại ngay việc bà Dành và Vân Ngưu đã bị giết chết, riêng Kỷ Như tháo thân chạy được về núi. Nhưng trên đường đi ngang qua sông Triền thì thấy đánh nhau to ở bờ sông, liền tới coi thì mai kịp lúc cứu được tu nặc lị. Giang Mạo Phạn Sa cũng đã chết. Thầy Hạ nghe xong nói: "Thế thì tình Long nguy rồi. Bọn chúng định trong đêm nay lại chiếm hết sông Triền đó." Đoạn chẳng nói năng gì, lấy dao vu dắt ngay vào túi, không gọi bất kỳ một âm binh nào, đi rất gấp xuống chân núi. Chỉ có mình Kỷ Như đi theo, hướng thẳng về phía sông Triền, nơi có cửa sông có Tinh Long. Thì gặp Tinh Long cũng đang trên đường trở về Vu Sơn. Tây Hạ bước tới, nhìn thấy Tinh Long thì hỏi ngay: "Việc ở sông như thế nào? Sao ngươi bỏ ra đây?" "Ở sông bị tập kích, kết giới linh âm vỡ tan rồi, kẻ thù đang truy đuổi tôi phía sau." Tây Hạ niệm chú lầm trầm, mở mắt pháp ra. Thầy nhìn thấy trên bụng và trên lưng Tinh Long đều có vết đâm, biết là bị thương, thì đoạn nói: "Ông bị đau rồi, hãy về núi đi thôi." Ngay khi vừa dứt lời, cả Tây Hạ và Tinh Long cùng Kỷ Như đều im bặt không nói gì cả. Cả ba cùng quay phát nhìn lại phía sau lưng Tinh Long. Có một luồng sát khí và một luồng tinh âm cực mạnh ở ngay hướng đó lao vùng vụt tới chỗ này. Bây giờ Hạ giơ tay ra hiệu, các quỷ đều giữ im lặng. Hạ niệm chú, mắt hỏa nhãn mở ra sáng trực, nhìn xuyên qua màn đêm, liền nhìn thấy được quỷ sát khí ở cách xa tới vài chục thước. Hạ thấy có con gì đó to lù lù đứng lặng ở giữa triền đê, đang nhìn chăm chăm về phía Hạ và các quỷ của Vu Sơn. Nó cũng cảm nhận được khí huyền nhân của Hạ phát ra mạnh mẽ, lan tỏa tới từ khoảng cách xa tới như thế này. Phép của nó cũng rất cao. Hạ nói với hai tướng: "Có một con quỷ ở phía bên kia. Nó là một con thú bốn chân. Đó là con quỷ nào mà các ngươi đã gặp? Đặc tính của nó ra sao?" Tinh Long nói ngay: "Một con quỷ có phép thinh âm cực mạnh trải dài. Bức thạch và linh âm kết giới bị phép thinh âm của nó làm cho hỏng nát đi. Đó không phải là thú bốn chân, mà là dạng người, nhưng mà bò bằng cả hai tay và hai chân." Tôi chưa gặp nó bao giờ hết. Để im xem nó có bước lên đây hay không rồi liệu. Nếu nó quay đầu bỏ chạy thì ta cùng truy kích." Hai tướng đều cùng gật đầu. Đoạn Hạ niệm chú trị thương, đặt lên bụng chữa cho Tinh Long. Kỷ Như rút kiếm ra, chỉa về hướng quỷ, mở mắt pháp âm ra xem xét kỹ lưỡng hành tung của nó. Lại nói tới ngay khi cả lệnh lao vụt đi, các sợi xích cũng bị lâu đi buông vút. Từ bên kia của đầu xích, bản phân thân Hai Tuyết cũng tan nhạt đi. Từ nơi mờ miệng của nó trút ra các mắt xích cuối cùng, rồi hiện ra hai con quỷ mặc đồ nhà Thanh Trung Hoa, nước da trắng bệch. Trên mặt của chúng đều có dáng bùa màu vàng, móng tay dài ngoằng. Một bàn tay của mỗi con quỷ cầm hai sợi xích nối với cả lệnh, tay kia đều cầm kiếm, đều là quỷ dạng cương thi. Chúng nhảy ra nói: "Nó đi xa quá rồi, đi theo bắt nó về lại ngay thôi." Hai con cương thi cùng giật sợi xích lại, nhằm kìm giữ đầu dây bên kia không tiếp tục lôi đi nữa. Đoạn chúng bước lên thì thấy xác của Hai Tuyết nằm trên đất lạnh, vẫn còn chưa tan hết. Một con nói: "Con quỷ này chết mà lại chưa tan hết hồn hay sao?" Con kia trả lời: "Nhìn cái áo trắng kìa, cái áo đó có ám thuật giữ hồn, giúp cho hồn lâu bị tan đi đó." Áo đó là áo pháp của Tinh Long. Thì ra Tinh Long trao áo trắng đó cho Hai Tuyết mặc trước khi giết nó, vì muốn lưu giữ lại được đủ mảnh hồn của nó sau khi nó chết, như thế làm lợi được cho việc cầu âm hồn và chuyển sinh đầu thai cho con bé. Thật là âm huyền, không phải huyền nhân nhưng được phong làm thủy thần. Tuy đánh với kẻ thù nhưng vẫn nhân từ độ lượng với nó. Hai con quỷ nói: "Vậy thì cùng gom lại mang về cho thầy định phúc đi." Đoạn chúng cùng bước lại. Một con bỏ cái mũ nhà quan của nó ở trên đầu xuống,
bàn tay kia trỏ thanh kiếm vào nơi Hai Tuyết đang nằm. Tức thì con bé từ từ bay lên, biến thành làn khối nhập vào trong chiếc mũ. Con cương thi liền đội lên trên đầu. Cả hai con cùng bước thẳng tới chỗ cả lệnh. Khi hai con quỷ đi tới nơi thì thấy cả lệnh đã đứng im, mắt nó cứ hào háo nhìn về đằng trước. Một con nói: "Hôm nay cậu cả lạ vậy, không truy cùng giết tận nữa sao?" Cả lệnh quay lại hai con quỷ, khò khè mà nghiến răng, nhìn chúng đầy giận dữ. Hai con quỷ cùng quan sát về phía trước không chớp mắt. Chúng cũng cảm nhận được có một cái gì đó rất nguy hiểm ở phía trước. Nguy hiểm tới mức khiến cho cả lệnh, vốn là kẻ say máu, cũng không dám sấn bước lên phía trước. Chúng cùng nói: "Đưa cậu cả về thôi." Đoạn hai con quỷ giật giật bốn sợi xích, nhưng cả lệnh cứ đứng im, nhìn đăm đăm về phía trước, không chịu nhúc nhích gì cả. Hai con quỷ cùng niệm chú lầm rầm, đoạn giật thật mạnh cả bốn sợi xích. Cả lệnh bấy giờ mới theo chúng nó quay về. Hạ quay qua nói với Kỷ Như và Tinh Long: "Luồng khí âm huyền kia đã tan đi mất dạng rồi, kẻ đó đã bỏ đi." Kỷ Như cười hành hạch: còn như nó còn biết khôn à. Dám lên đây là tao nhai đầu." Tinh Long nghe thấy thế liền nói ngay: "Con quỷ này rất hiếu sát, ngay khi vừa xuất hiện nó đã đánh ngay, không nói năng gì cả. Tôi bỏ chạy rồi mà nó vẫn đuổi theo cả một quãng dài, tới đây thì dừng lại. Có lẽ nó bị oai lực của tổ làm cho kinh sợ đó. Thế nhưng mà linh âm kết giới đã bị vỡ rồi, nó bỏ đi, nhưng có thể vẫn còn ở lại đâu đó mà ta không phát hiện ra được. Hiện giờ ta đi tiếp rất nguy hiểm, xin tổ định liệu xem như thế nào." Hạ trầm ngâm suy tư: "Ta không truy đuổi nó làm gì, nhưng cần quay lại để đưa các âm binh còn sống về Vũ Sơn. Hiện tại kết giới thạch bức linh âm đã bị vỡ tan rồi, ở sông Triền không có bất cứ thứ gì có thể bảo vệ được cho bùa chú của các tổ tiền nhân được nữa. Chỉ trong nay mai chúng sẽ gỡ nút những lá bùa yểm phong thủy cuối cùng. Sông Triền mất rồi, để các âm binh ở lại thì chúng chết mất." Đoạn cùng đi tới bờ sông Triền, nơi trung tâm của kết giới thạch bức. Hạ lặng lẽ quan sát dưới mặt đất, có những dấu vết in hằn rất đậm trên đất, và của cả hai tay, hai chân, kích cỡ giống của đứa trẻ con. Đó là dấu di chuyển của con cu manh. Tinh Long nhìn quanh thì không thấy cả cái áo liên hồn cùng với xác Hai Tuyết đâu. Âm binh đều đã chết và tan đi cả. Trên chiến trường chỉ còn động lại các luồng âm khí mờ nhạt từ các âm binh vẫn chưa tan hết đi, phủ ra một lớp sương mờ mỏng lạc ở bờ sông. Hạ bước lại nơi có những vệt vàng bốc lên âm khí sặc sụa, có thể nói là rõ nhất ở đó, cho hỏi: "Chỗ này có gì vậy?" "Đây là nơi con cu manh dính phải thuật linh âm gục xuống, nó bị âm binh ở sông Triền ăn xác và phá hồn đi." "Thế cái xác nó đâu rồi? Âm binh sao hủy được xác chứ?" "Nó cũng đã biến mất rồi. Nó là cu manh tư bính, nó là một con quỷ linh di có yêu thuật rất cao. Nếu không đánh nhau trong kết giới linh âm thì có lẽ khó tướng nào của ta đánh được với nó." "Phải." Thông qua việc các tướng và âm binh tình báo tin về, Hạ biết những con cu manh này rất là mạnh. Chúng mạnh vượt trội so với loài ngạ quỷ, anh linh và phương linh thông thường. Có lẽ chúng hùng mạnh như thế là do sự nguy độc của bộ chú Miến Điện, Cao Ly, rồi còn kết hợp với chú thuật của Trung Hoa. Kỷ Như nói: Chúng gần như không thể chết được. Tôi đã cắt rơi đầu con quỷ cái kìa, mà nó vẫn đánh tốt đó. Còn thiên linh cái nó có thuật hồi sinh." Tinh Long nói: "Vậy rất có thể chúng đã mang xác của Tư Bính và Hai Tuyết về để hồi sinh lại cho hai con cung anh đó." Như thế thì gần như không có cách gì có thể đánh được với chúng cả. Hai tướng im lặng nhìn Hạ. Hạ không nói gì, đưa tay lên miệng niệm chú câu hồn. Được chốc lát thì tất cả các âm binh còn sống ở quanh đê sông Triện cùng hiện lên. Chúng bù kính lấy chân Hạ mà lại, rồi cùng vái chào.
Hạ nói: Các ngươi gìn giữ cho sông này bao nhiêu năm, chắc chưa phải chịu cảnh hiểm nguy như thế này. Nay ta cho các ngươi về lại Vu Sơn, con sông này đành phải từ bỏ, không thể giữ được nữa. Nói đoạn niệm chú, các âm binh đều theo gió trở về Vu Sơn. Đoạn Hạ bước lại nơi chôn bài vị và bùa bản mệnh riêng của Tinh Long, lùi hụi đào nó lên, gói cẩn thận bài vị của Tinh Long vào một tấm vải, rồi dắt nó vào trong người. Tinh Long nói: Sông Triền bỏ rồi, vậy Vu Sơn biết phải làm sao? Ta đành phải nhường một bước thôi, tôi sẽ tìm nguồn nước mới. Tinh Long nói: Có thật là nhường một bước là được hay không? Nếu chúng lấy xong sông Triền, rồi tới lấy cả Vu Sơn thì sao? Hạ trầm ngâm không nói gì. Điều Tinh Long nói giống với điều Lý Thị và Linh Miêu nói. Các quỷ đều có cách cảm, chúng đều là những con quỷ đã tu luyện lâu năm ở Vu Sơn. Chúng hiểu được điều hiểm nguy và mối nguy cơ tới với Vu Sơn. Đồng thời chúng cảm nhận được các điềm báo, đó là sức mạnh đặc biệt kỳ dị của những loài quỷ ngụ ngàn năm trên nơi thủy thổ đất đai của chúng nó. Hạ nói: Việc đó sẽ liệu sao? Giờ tôi muốn tới lo việc của bà Dành và mang con bé con về Vu Sơn cho an toàn. Các ông đi yểm trợ cho tôi. Kỷ Như nói: Đi ngay thôi. Nhưng Tinh Long lại can: Tổ suy nghĩ cho kỹ đi. Nửa đêm nửa hôm, người chết trong nhà do quỷ thần, không một ai biết. Nếu tùy ý đi tới nhà người ta, đã bị bắt vạ, tình ngay lý gian thì có mà giải trình. Nếu được thì chờ tới sáng mai đến mà đón cô bé. Hạ biết lời Tinh Long nói có lý. Trong các quỷ của Vu Sơn, Tinh Long là một trong các quỷ còn lại có suy nghĩ thông suốt và làm việc cẩn trọng nhất, có thể sánh ngang với Triết Tự Nghi, là quỷ quản Vu Sơn đã tử trận trong chiến tranh thời Bát Tổ và sánh ngang với Lý Thị trong hiện tại. Anh cũng nhận thức được rõ mối nguy cơ này. Kẻ thù đã sai quỷ tới giết bà Dành, một trong những người hầu hạ cho Vu Sơn, thế mà lại để cho con bé mèo sống, lại để cho Kỷ Như trốn thoát. Đó rõ ràng là chúng đã tính tới việc dùng Kỷ Như đưa tin về lại Vu Sơn và dùng con bé mèo để dẫn dụ tổ Vu Sơn tới đó. Chúng đã âm mưu hãm hại Hạ rồi. Nếu bây giờ anh mà đi vô nhà bà Dành, anh sẽ bị bắt quả tang khi trở ra và bị vu cho tội giết bà Dành ngay, giống như việc chúng nó vu cho anh giết cô Loan hôm nọ. Thế nhưng bà Dành là một trong những người trung thành với Vu Sơn nhất từ trước tới giờ. Nếu để bà ấy nằm lạnh lẽo như thế giữa nhà cho tới sáng thì thật chẳng đành lòng. Hơn thế nữa, kẻ thù để cho mèo sống để dụ Hạ tới. Vậy nếu Hạ không tới, có khi rạng sáng ra chúng sẽ giết mất mèo luôn hay không? Hạ ngước mặt lên trời thở dài. Giá mà có Linh Miêu hoặc Lý Thị ở đây thì chúng sẽ biết cần phải làm gì. Hạ cứ nghĩ đi nghĩ lại mãi chưa quyết được. Tinh Long nói: Nếu tổ tới đó đưa con bé đi, thì dù có bị bắt quả tang hay không, tổ vẫn cứ mang tiếng không sao giải trình được. Theo tôi hãy cứ về Vu Sơn, tới mai sáng trời rồi thì sẽ lo liệu sau. Nếu bọn chúng làm hại tới đứa bé con, thì đó cũng là cái số phận mà nó phải gánh chịu. Tổ không cần ai nói về chuyện đó. Con tin kia thì biết gì mà nói. Tổ Vu Sơn mà sao lại vong ơn bạc nghĩa được. Đi tổ, có tôi nè, không phải sợ gì hết. Tinh Long nghe thế thì tức giận hầm hầm nhìn Kỷ Như. Kỷ Như cũng hít mắt lại, nhìn trừng trừng, không sợ hãi gì. Hạ lặng im ngẫm nghĩ thêm một lát, rồi nói: Chí ít thì đến nhà bà ta, khấn lễ tán hồn cho bà ấy, rồi đặt lại bộ bình an cho con mèo cái đã. Tới mai sẽ quay lại đón con bé đi sau. Nói rồi dứt khoát bước đi. Tinh Long không dám cự cãi, cũng bước đi theo, ngoái qua Kỷ Như mà chửi: Cái thằng Cà Long, mày liêu hồn đó. Tao sợ mày quá cơ. Đoạn Hạ toan bước đi thì chợt dừng lại, nhìn thấy nơi vừa bước qua trên nền đất có xác con ếch tạc ma đề đã chết cứng, miệng còn há hốc,
Ở phía xa là con dế trũi thủ hạ của Tinh Long, thân nó tan thành mấy mảnh. Hạ Thương Tiết ngậm ngùi, bước lại bốc lấy xác chúng lên tay, thả xuống sông Triền cho trôi đi theo làn nước, miệng đọc chú dẫn hồn cho chúng. Xong xuôi các việc, hạ bước thẳng ra khỏi bên ngoài đường bao phân cách, đoạn ngoái lại nhìn con sông Triền lần cuối. Kể từ giây phút này, không còn bất cứ một âm binh hay bùa tử nào gìn giữ cho con sông nữa, chỉ còn lại các lá bùa trấn thủy. Chỉ trong thời gian nay mai sẽ bị gã thầy bùa kia bốc phá đi. Như thế là kết thúc. Con sông này từ giờ không còn thuộc quyền cai quản của Vu Sơn nữa rồi. Nhìn nơi đất thiên cha ông bao nhiêu đời Vu Sơn cố công gây dựng cải tạo, đặt bùa niêm chú giữ gìn, nay tới mình thì không còn giữ được nữa. Trong lòng cửu tổ chẳng sao tránh khỏi bùi ngùi xúc cảm. Đoạn quay sang nhìn Tinh Long, thấy trên đôi mắt thủy thần cũng đổ hai hàng lệ dài. Tinh Long hỏi: liệu có ngày nào lấy lại được nơi này về cho Vu Sơn hay không? Nếu bùa chú bị nhổ hết, chúng sẽ lấp xong và dựng công trường rất nhanh lên chỗ này thôi. Dù cho ngày sau có diệt được bọn quỷ tà hoặc là bọn chúng đi khỏi nơi đây thì việc cũng đã rồi. Thế nước và đất đã mất rồi, cũng chẳng thể gây dựng lại nữa. Chúng ta đành đi tìm nguồn nước mới cho Vu Sơn thôi. Hai quỷ nghe thế cũng ngậm ngùi không nói gì. Đoạn hạ quay người, gạt nước mắt dứt khoát bước đi, rời khỏi triền đê sông Triền, đi thẳng vào trong làng, tới nhà bà Dành ngay. Lại nói tới lúc bấy giờ ở nhà ông Tuấn, Tài toan mở cửa thì cánh cửa đã mở bung ra. Tài đụng mặt ngay với Cát Phượng ở cửa ra vào. Cát Phượng thấy Tài thì trông có vẻ vô cùng ngạc nhiên, hỏi ngay: cậu hai, cậu làm gì đây vậy? Tôi tìm bố có việc. Còn cô ở đây làm gì? Tôi tới phòng của chồng tôi thôi mà, sao cậu lại hỏi vậy? Tài nghe thế thì thấy ngượng, biết là mình đuối lý, không nói được gì cả. Gạt Cát Phượng định bước đi rất nhanh cho thoát khỏi thế bí, thì chợt có tiếng người quát lên sau lưng: các người ở đây làm gì vậy? Tài giật mình quay ngoắt lại, thì ra ông Tuấn đã bước ra từ trong bức vách. Ông sững người nhìn vợ và con trai đang đứng ngay ở cửa phòng riêng. Cát Phượng đặt một bàn tay lên vai Tài, mỉm cười nói với ông Tuấn: cậu hai tới tìm anh có chuyện gì thì phải. Ông Tuấn nhìn thấy hành động đó của Cát Phượng, chẳng hiểu vì sao ông giật mình sợ hãi, lao vội ra cửa, túm tay Tài lôi giật về phía mình cho tránh xa khỏi Cát Phượng. Bàn tay Cát Phượng liền tuột ra khỏi vai Tài. Đoạn ông Tuấn nói: nửa đêm con tìm bố có việc gì? Tài cảm thấy khó chịu, giật tay ra khỏi tay ông Tuấn. Đoạn nhanh trí nói ngay: nửa đêm con khó ngủ, đang đi kiếm miếng nước thì thấy phòng bố còn sáng, cho nên con lên tìm bố. Thưa với bố là con có người yêu rồi, con cũng gần 30 tuổi đầu, con muốn bàn với bố về việc lấy vợ rồi ra riêng. Mà thôi cũng muộn rồi, không làm phiền bố mẹ nữa. Việc này tới ngày mai rồi con thưa sau. Nói đoạn gạt Cát Phượng ra, bước thẳng ra ngoài thoát khỏi căn phòng đó. Cát Phượng túm ngay lấy lưng Tài: cậu hai đứng im đó. Tài sợ điếng cả người, đứng sững lại ngay. Tài và ông Tuấn không hề nhìn thấy, nhưng Cát Phượng thì thấy rất rõ ràng có một bà già đang bám lấy lưng của Tài từ nãy tới giờ. Cát Phượng đã túm được bà ta rồi, nhưng hai tay bà ta vẫn bấu chặt lấy cổ của Tài không buông. Đó là Lý Thị. Bà ta sợ tới xanh cả mặt, ôm chặt lấy cổ của Tài. Ngay đến Tài phép cao siêu như Tả Ly còn chết, nếu bị con quỷ cái này lôi vào trong căn hầm ma quái kia thì Lý Thị biết số phận của mình cũng sẽ giống như Tả Ly mà thôi. Bà ta cố sống cố chết ôm chặt lấy cổ của Tài. Rõ ràng Cát Phượng nắm vào lưng áo, thế mà tự nhiên Tài thấy cổ của mình mỏi cứ như ngủ bị trật cổ một đêm vậy. Tài quay người lại tức giận nói: nè, cô làm gì? Ông Tuấn cũng vội lôi Cát Phượng lại:
tay Cát Phượng tuột ra khỏi lưng áo Tài. Ông nói với vợ: để con nó về nghỉ đi em. Tài không nói gì cả, nhìn xuống dưới chân, thấy ngay mấy lá bùa mình còn để vương vãi trên đất ban nãy. Không biết bố và Cát Phượng đã kịp nhìn thấy hay chưa. Tài vội cúi xuống vơ lấy rồi chạy biến về phòng ngay. Lý Thị bây giờ mới thở phào, ngay khi vừa khuất khỏi tầm mắt của Thiên Linh Cái, thì chẳng kịp chờ cho Tài niệm chú mở lại bùa trò chuyện. Lý Thị vội vàng chồn khỏi ngay căn nhà đáng sợ đó, một mạch về thẳng núi Vu Sơn ngay. Tài đi khỏi rồi, Cát Phượng quay sang ông Tuấn nói: cậu hai đã nhìn thấy anh đi vào trong cái điện thờ đó, vì sao anh không khóa cửa phòng? Ông Tuấn ngây người ra, ấp úng không biết nói sao. Ông nhớ mang máng hình như ông đã khóa phòng rồi mới đi vào trong gian thờ. Ông gãi đầu nói: chắc chưa đâu, nó chỉ mới đứng ở cửa thôi. Lối vào gian thờ có phủ rèm trắng trên bờ tường mà, làm sao nó thấy được chứ. Anh xem đây là cái gì? Đoạn rút trong túi áo ra một lá bùa màu vàng. Đó là lá bùa cùng với sắp bùa ở dưới đất mà cậu hai Tài vừa vơ vội bỏ đi. Trên bùa vẫn còn ghi chữ Vu to tướng. Cát Phượng cười gằn nói: thằng con anh là mật thám cho Vu Sơn đó, phải báo ngay lại việc này cho thầy thôi chứ. Ông Tuấn sợ hãi chắp tay trước Cát Phượng: đừng em, không phải như vậy đâu, đó chỉ là nghi thôi mà, đừng có nói vội, nó vẫn còn chưa biết cái gì đâu. Cát Phượng còn định nói gì thêm nữa, nhưng ông Tuấn đã lảng sang chuyện khác. Em tới tìm anh có việc gì muộn vậy? Anh đi tới ngay nhà bà Dành bây giờ đi. Công việc của thầy giao á đã làm xong cả rồi. Em vào điện thờ chút đã. Ông Tuấn nghe qua liền hiểu ngay ý của Cát Phượng. Đoạn ông ta vội vàng đi ngay ra khỏi phòng. Còn Cát Phượng ở lại trong phòng, cô khẽ khép cánh cửa lại rồi đi vào trong gian thờ cụ manh bí mật. Cát Phượng đi vào trong rồi lập tức thắp lên giữa bàn thờ một nén hương. Cô đứng trước cái bài vị cô gái ở giữa trang thờ, bị che mặt bởi tấm vải đỏ. Cát Phượng chắp tay khấn phái gì đó hồi lâu. Bây giờ từ cái bình nước vàng đựng thi hài của Sáu Hạnh chợt bốc lên một làn khói vàng, rồi tụ lại thành cái đầu trẻ con ngay ở trên bình nước. Nó lăn lồng lóc tới sát chân Cát Phượng. Cát Phượng cúi xuống nhặt nó lên, đặt ngay ngắn lên trên trang thờ. Nó chảy nước mắt nói: mẹ ơi, anh nhớ mẹ. Đoạn Cát Phượng nhìn lại thì thấy búp bê Hai Tuyết toàn thân đẫm máu. Búp bê Tư Bính thì loang lổ khắp người, màu vàng đục nhờ nhờ. Cát Phượng nhìn lại nơi hộp gỗ đang mở tan hoang ở chính giữa thì liền hiểu ra ông Tuấn đã làm phép thả cả lệnh ra ngoài. Ngay giữa hộp đó vẫn còn có lá bùa giam quỷ của Mao Sơn, trên vẽ hình xích sắt. Chợt ngay lúc đó từ lá bùa nhảy vụt ra hai con cương thi mặc dáng bùa, tay cầm xích trối. Rồi chúng lôi tuột từ xích trối bay ra một con quỷ, nhảy phóc xuống bò trên nền đất. Hai tay con quỷ, một tay cầm cái xác con Hai Tuyết, tay kia cầm cái xác bị cắn thủng lỗ chỗ của Tư Bính. Đó chính là cả lệnh. Nó nhìn thấy Cát Phượng thì cúi đầu không nói gì cả, ném hai cái xác xuống dưới chân Cát Phượng rồi lặng lẽ quay người nhảy vào trong chiếc hộp. Cát Phượng nói: nè, lệnh con. Con quỷ quay lại, đôi mắt nó sáng trực lên. Nó nhe răng ra gầm gừ nhìn Cát Phượng đầy tức giận. Hai con cương thi liền giật xích, nó bay tọt vào trong hộp. Đoạn chúng cùng đóng hộp lại, dán bùa niêm phong ra ngoài. Rồi chúng nhảy xuống đứng trước mặt Cát Phượng mà nói: thưa Y Can Plum, chúng tôi mang xác hai con của bà về đây, phiền bà dùng chú thuật hồi sinh cho chúng nó. Nói xong chúng chắp tay cho cùng nhảy về hai lá bùa dán trên bàn thờ. Cát Phượng bước lại nhìn hai con quỷ linh nhi đang nằm cứng đơ trên nền đất. Hai Tuyết nó cũng chết sao? Từ khi chia tay nhau ở nhà bà Dạnh, Hai Tuyết đã tới chỗ Tư Bính. Chúng nó đã đụng độ phải thứ gì thế?
Cát Phượng cúi xuống quan sát, lại thấy Hai Tuyết khoác lên người một chiếc áo trắng, ở viền áo có thêu một chữ vuông. Cát Phượng chạm vào tấm áo. Chiếc áo này, quý thính giả vừa nghe xong tập số 13 của Thiên Linh Cổ Thuật, tác giả Tịnh Thủy. Hẹn gặp lại mọi người ở tập 14 vào trưa ngày mai nhé. Chúc quý thính giả một ngày an lành.